Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Coin68 và các bạn đang xem series Bổ Não. Đây là series nhằm cung cấp kiến thức và góc nhìn cho tất cả những bạn nào đang quan tâm về crypto, blockchain và fintech nói chung. Trong tập 1 của series Bộ Não này, mình sẽ nói về WorldCoin có gì để mà tham vọng làm đồng tiền toàn cầu. Nào hãy cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên các bạn cần phải hiểu về định nghĩa này, đó là POP, Proof of personhood. Theo Wikipedia thì tạm dịch ra đó là bằng chứng để chứng minh bạn là con người. Thế mình là con người rồi thì tại sao cần phải đưa ra thêm một bằng chứng để chứng minh mình là con người để làm cái gì? Vậy thì bài toán cần giải quyết ở đây là gì? Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với những hình ảnh như thế này rồi đúng không? Thì để chứng minh mình không phải là bot, các bạn cần phải hoàn thành một cái gọi là CAPTCHA, tức là Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart. Dịch ra là một cái bài kiểm tra dùng để phân biệt giữa máy tính và con người bằng cách là chọn những hình ảnh theo yêu cầu tương ứng hoặc là nhập những cái mã code được tạo ra ngẫu nhiên như thế này. Tuy nhiên thì CAPTCHA vẫn cho phép một người có nhiều tài khoản hoặc là giải nhiều CAPTCHA liên tiếp. Hơn nữa thì CAPTCHA vẫn chưa giải quyết được bài toán đó là sẽ có những người bị khuyết tật về thị giác chẳng hạn, hoặc là gặp khó khăn trong quá trình phát triển thì không biết phải giải CAPTCHA như thế nào. Và một điều nữa là với những trí tuệ nhân tạo AI được phát triển như ngày nay thì giải quyết CAPTCHA không phải là một bài toán khó. Quay trở lại bài toán trong crypto đi, thì trong thị trường crypto này, cái bài toán làm sao để ngăn chặn người dùng gian lận, cheating có nhiều tài khoản. Ví dụ như là mua CoinList chẳng hạn, thì một người có thể là mua bán account đúng không? Hay là cheating nhiều ad hoặc là chạy bot để mua, hay là làm retroactive, là làm airdrop này, một người có thể lên đến mấy chục ví, sở hữu mấy chục ví, hoặc là vote qua DAO, vân vân. Thì cái bài toán đó vẫn còn đang là một tình trạng khá là nhức nhối và chưa được giải quyết. Từ năm 2014 thì Vitalik Buterin là cha đẻ của Ethereum đã đề xuất tạo ra một cái hệ thống gọi là định danh duy nhất cho thị trường crypto, tức là mỗi người sẽ chỉ được định danh với một cái anti-CBU token duy nhất mà thôi. Giống như dễ hiểu là trong Việt Nam thì mỗi người chúng ta chỉ được định danh một lần duy nhất với một căn cước công dân mà thôi. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến ChatGPT rồi đúng không? Thì ChatGPT được phát triển bởi một công ty có tên là OpenAI. Thì cái người tổng giám đốc công ty CEO của OpenAI có tên là Sam Altman. Thì năm 2021, Sam Altman đã đưa ra một cái dự án có tên là WorldCoin để giải quyết về vấn đề trên. Như vậy câu hỏi đặt ra, WorldCoin giải quyết vấn đề trên như thế nào? Đó là dự án WorldCoin sẽ dùng một công nghệ quả cầu như thế này được gọi là Orb để thu thập dữ liệu sinh trắc học từ người dùng. Và dữ liệu ở đây cụ thể đó là đi quét mống mắt của người dùng, iris hay còn gọi là mống mắt, tức là phần này của mắt các bạn có thể nhìn trên hình nhé. Và dữ liệu ấy sau đó sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi số ký tự ngắn hay còn gọi là World ID. Nghe quen quen đúng không? Giống như là chúng ta đi lăn tay, đi chụp hình để có được cái chứng minh nhân dân hay là Passport ID. Thì cái bây giờ chúng ta đi quét mống mắt để tạo ra một cái ký tự chuỗi số được gọi là World ID. Hiện tại thì WorldCoin đang thử nghiệm thực địa giải pháp trên 5 quốc gia, đó là Chile, Kenya, Indonesia, Sudan và Pháp. Và các bạn thử tưởng tượng là nếu một ngày đội ngũ của WorldCoin mang cái quả cầu Orb đấy qua tận Việt Nam để quét mắt của các bạn, thì các bạn có đồng ý cho quét hay không? Và nếu không thì tại sao? Bởi vì nếu các bạn đồng ý cho quét, tức là các bạn đang gián tiếp cung cấp dữ liệu sinh trắc học của mình cho dự án đúng không? Và điều đó cũng làm Vitalik Buterin là cha đẻ của Ethereum chỉ ra 4 rủi ro tiềm ẩn của dự án WorldCoin khi mà đang cố gắng xây dựng giải pháp là POP, Proof of Personhood. Rủi ro thứ nhất là quyền riêng tư, rủi ro thứ hai là sự tiếp cận đối với người dùng phổ thông, rủi ro thứ ba đó là sự tập trung quyền lực đang nằm trong tay WorldCoin Foundation, và rủi ro cuối cùng đó là độ bảo mật về thông tin, ví dụ như là bị hack điện thoại hoặc là bị lừa lấy World ID. Tiếp theo thì mình sẽ cung cấp thông tin cơ bản về token của dự án WorldCoin. Tất nhiên đây không phải là shield và cũng không phải là lời khuyên đầu tư vì token đã launching và listing rồi. Ok, thì token của WorldCoin có mã là WLD và đã được niêm yết trên những sàn giao dịch lớn vào ngày 24 tháng 7 vừa qua trên Binance này, OKX, Bybit và Hobi vân vân. Vào thời điểm làm video thì giá của token WorldCoin đang rơi vào khoảng 2.5 đô. Với tổng cung là 10 tỷ total supply thì market cap đang rơi vào khoảng 267 triệu đô và FDV là 24,5 tỷ đô. Về fundraise gọi vốn thì WorldCoin đã thành công huy động được 115 triệu đô ở vòng Series C tháng 5 năm 2023 được dẫn đầu bởi Blockchain Capital và 125 triệu đô ở hai vòng gọi vốn trước. Đầu tiên là đây không phải lần đầu mà một dự án có tham vọng là một đồng tiền toàn cầu. Những bạn nào còn nhớ Libra của Facebook không ta? Trước đây thì Libra cũng có tham vọng này, tuy nhiên thì lại chọn ra mắt tại thị trường Mỹ cho nên là bị dính vấn đề về pháp lý. Còn WorldCoin thì họ chọn một hướng đi khác, đó là chọn tất cả những quốc gia còn lại trừ Mỹ để ra mắt. Cho nên hiện tại thì WorldCoin vẫn chưa hỗ trợ người dùng Mỹ và những sàn giao dịch tại Mỹ thì cũng chưa chủ động list đồng token này. Và theo thông tin mới nhất thì đó là Vương quốc Anh đã mở cuộc điều tra WorldCoin. Ý thứ hai đó là chưa có ứng dụng cụ thể cho World App và token WLD. Vậy thì token này sinh ra để làm gì? Cũng như là roadmap lộ trình phát triển dự án cũng chưa rõ ràng. Ý thứ ba đó là sẽ ra sao nếu WorldCoin không đảm bảo được thông tin và bảo mật cho người dùng. Cho dù WorldCoin có giải thích về công nghệ của mình tinh tí như thế nào đi chăng nữa thì người dùng vẫn sẽ luôn hoài nghi về dữ liệu mống mắt đã được thu thập, như cách mà những tập đoàn lớn trên thế giới hoặc là những trang mạng xã hội vẫn đang thu thập âm thầm dữ liệu thông tin của mình. Và cuối cùng đó là một câu hỏi lớn đặt ra, đó là liệu mỗi người trên thế giới này hay là bản thân các bạn, bản thân mình có đang thật sự cần một cái gọi là định danh cá nhân mà không chịu sự kiểm soát hay là chi phối bởi chính phủ hay không? Trên đây là những suy nghĩ về góc nhìn của mình, còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về dự án này cũng như là bài toán dự án đang cố gắng giải quyết? Hãy cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nha. Và nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Coin68 TV. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sau của series Bộ Não. Bye bye!